là biết chạy lên không? Thấy rồi. Ờ luôn. Đi lên. Đi áo rồi em.
con có mặt đây nó chơi. Con cho nó chơi đi thì mình phổ biến cho nó. Gần được à, gần được. Nhẹ nhẹ lại, nhẹ nhẹ lại. Trời ơi, gần được. Từ từ, từ từ, có dây dòng đang đứng, có dây dòng đang đứng. Trời. Xin mời, bắt đầu. Hay quá, đọc ra. Chiếc dòng đang đứng, chiếc dòng đang đứng. Đang chiếc dòng đang đứng, chiếc dòng. Ba vòng mà hai vòng vô cái cọc màu vàng sẽ được một chiếc áo có số lượng có hạn của chương trình. Và chiếc áo là bao nhiêu chiếc đây mặc này? Ba giờ rưỡi chúng ta sẽ bắt đầu chương trình buổi chiều ạ. 3:30 chúng ta sẽ bắt đầu trở lại với chương trình buổi chiều. Và giờ đó mình có thể tốt rồi tiếp nha. Thì bắt giờ bắt đầu số 3 nữa.
chơi xuất hiện trong các dịp lễ hội, chủ yếu là ở phương Nam, là một trò chơi mà được nhiều người được chơi trong các ngày lễ hội mang tính tập thể cao, được xem là một trò chơi phụ nhưng không kém phần quan trọng trong những hoạt động của cư dân vùng biển. Các em nhớ nha, đây là trò chơi cướp cờ xuất phát từ phương Nam và đây là một trò chơi của những người dân vùng biển khi người ta giải lao sau một ngày làm việc lao động vất vả, và trò chơi này giúp chúng ta phản ứng nhanh, khéo léo, nâng cao tinh thần tập thể, can đảm và biết tính kỷ luật. Bây giờ các em nha, các em bắt đầu trò chơi tiếp nha, xuất phát lên. Đụng không? Có đụng không? Đụng hả? Con ơi, hồi nãy ai đụng bên đây vậy? Vậy là con là người hùng rồi đó, để con thắng rồi đó, con tên gì? Con mấy tuổi? Con xin chào, 4 tuổi, chưa nói rõ. Nhưng mà chơi rất là dữ dằn đó nha, bây giờ kết quả đang là? 2-1. Kết quả đang là? 2-1. Kết quả đang là? 2-1, đi về cho đội bên. Bé bị đụng rồi. Bé này bị đụng rồi, con lấy cờ. Con lấy cờ. Lên, chạy về lên. Ủa, bên đây cầm trước hả? Bên đây ai cầm cái cờ này chưa? Con cầm cờ trước. Xong rồi con bị bên kia giật. Xong rồi con giật lại người ta đúng không? Vậy là bên đây thua rồi. Bên đây thắng rồi. 3-1, quý vị cho đội ba lên. Các chị ơi, cổ vũ cho các em đi nào. Bắt đầu nha. Số 2. Các con lấy cờ được rồi, các con chạy về qua cái mất này. Chứ các con không qua cái mất này là người ta đụng với con là các con thua đó. Kết quả bây giờ đâu mà 4-1, quý vị cho đội đi. Tiếp tục nha. Sắp ra ca, sắp lên
cuối cùng của tôi là sẽ quyết định người nào thắng được không? Bây giờ cho tới người rất là đuối. Số đăng lên. Số đăng gì? Đó chính là đội đội điều thua. Nhưng mà sao em nhỏ thắng? Tại vì sao em nhỏ chơi rất là nhiệt tình, mời sao em nhỏ lên đây. Mời sao em nhỏ lên đây. Cho tên bố bố đứng xuống đây đây cơ. Mấy tuổi? Con bé con tên gì, con tên gì? Xin chào bố tổ con. Con rất là dễ thương, con chạy rất là nhanh. Còn em này cái mặt cái lơ lơ vậy nè. Ủa trời, ủa trời. Mấy tuổi? 5 tuổi rồi. Rồi, bây giờ các em cởi áo xong. Mấy em đã chịu sức ra mê lo, mê lo. Rồi mấy em xếp hàng nghe. Chị sẽ chạy, cái này sẽ chạy theo. Chị làm gì con làm theo nha. Chị thôi, chị có đứa hoài nè. Rồi chưa? Chị nè, con nói cho anh Triều. Triều ơi Triều, nhảy nè. Nhảy nè, nhảy kìa. Có Triều, nhìn con kìa, nhảy kìa. Chơi vui ha. Mà dán quá vậy hết trò chơi chơi rồi. Chiều, chiều tối nữa. Cái này giờ cũng nghỉ lắm rồi. Ừ. Bây giờ đi hỏi chị hỏi cho mẹ à. Ừ đi.